từ nay mình sẽ dùng em này trong một khoảng thời gian dài đấy. Hiện tại thì thời tiết kiểu cũng sắp vào mùa thu rồi, mình nghĩ là cực kỳ thích hợp, không mốc, mịn, rất là tự nhiên. Mình thích cái rất là tự nhiên. Mỗi lần mình táp cái này lên mặt mình lại thấy kiểu mát lạnh dã man. Chào mọi người, mình là Vani và chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Hiện tại thì trên tay mình đang là sản phẩm phấn nền lạnh từ S20. Nếu như mọi người chưa biết thì S20 là một hãng mỹ phẩm đã có từ rất lâu tại Hàn Quốc rồi. Nhưng mà mới du nhập vào Việt Nam từ tháng 3 năm 2019 thôi nên là còn khá mới mẻ đối với các bạn Việt Nam. S20 thuộc tập đoàn Daekung, một trong ba tập đoàn lớn tại Hàn Quốc. Trước đây thì mình có dùng đồ skin care của hãng rồi, nhưng mà phải đến cái phấn nền này thì mình mới bất ngờ bởi vì thiết kế quá là đẹp. Và trước khi nhận được hộp phấn này, mình có lên mạng và tìm hiểu xem là mọi người nói gì về sản phẩm có tốt không, cảm nhận của mọi người dùng như thế nào. Đây là dòng sản phẩm phấn nền lạnh. Cái khái niệm phấn nền lạnh thì khá là mới mẻ đối với mình, tại vì trước kia thì mình cũng chỉ dùng phấn nước hoặc là phấn tươi thôi. Và đây là lần đầu tiên mình dùng phấn nền lạnh nên là mình đã quyết định tặng một em này về. Về thiết kế thì khi mà mình nhận được hộp phấn này thì mình khá là bất ngờ, nó còn đẹp hơn cả trên hình nữa. Vỏ giấy khá là lấp lánh, còn cái phần hộp phấn bên trong thì còn lấp lánh hơn nữa. Mọi người có thể nhìn thấy cái phần lấp lánh này, nó giống y như một viên kim cương vậy. Bên ngoài thì chất liệu là nhựa tráng gương, nhưng mà mình cảm thấy là không quá nhẹ tay lắm đâu, cầm cũng khá là chắc tay đấy. Khi mà lần đầu tiên nhìn thấy thiết kế này thì mình liên tưởng đến phấn nước, bởi vì mình thấy rất là giống một phấn nước, nhưng mà không phải như thế. Mình khui cái hộp này ra này thì cái phần vỏ phấn và cái phần lõi phấn nó rời ra, và mình phải lắp phần lõi phấn này vào thì mới có thể sử dụng được như thế này. Mình cảm thấy thiết kế này khá là hợp vệ sinh. Phấn nền dạng đặc hoàn toàn nó khác với phấn nước. Bình thường thì phấn nước có nhiều độ ẩm hơn, còn phấn này là phấn dạng nén. Trên bề mặt mình còn thấy những đường vân trắng trắng y như một cốc latte vậy. Chính vì nó là dạng đặc nên mình chắc chắn là một hộp như này sẽ dùng được lâu hơn so với phấn nước. Phấn nước có nhiều độ ẩm hơn thì thích hợp dùng vào mùa đông, mùa thu đông. Còn phấn nền như này mình đang hy vọng là sẽ là sản phẩm đỉnh cho mùa hè. Phấn này thì có hai loại vỏ, một hồng và một trắng. Mình cái loại mà mình mua thì là vỏ màu trắng dành cho da dầu. Nhưng bạn mà da khô thì mình khuyên là chọn sản phẩm màu hồng, nó sẽ dành cho da khô hoặc da thiên khô có nhiều dưỡng hơn. Và mình đang mong là em này sẽ giúp mình không đổ dầu vào mùa hè. Nếu mà có cơ hội thì lần sau mình cũng hy vọng là sẽ review được cho mọi người về cái sản phẩm màu hồng nữa. Về thành phần thì có chứa 68% tinh chất dưỡng da. Mọi người có thể nhìn thấy những cái đường vân trắng trắng như thế này. Đó chính là tinh chất dưỡng da. Thì mình cực kỳ thích những cái sản phẩm mỹ phẩm mà vừa dưỡng da vừa trang điểm được. Cảm thấy nó rất là an toàn cho da ấy. Mà nhìn những cái đường vân trắng trắng cộng thêm cái thiết kế kiểu hình kim cương như này, mình lại liên tưởng đến một hũ kem dưỡng rất là đắt tiền. Ngoài ra mình còn tìm hiểu được là trong đây có thành phần bột ngọc trai, nha đam, ruby, việt quất, tuyết liên và nho biển. Mà mình cũng biết được là trong đây không có chứa chì. Cái này cực kỳ quan trọng, những ai mà đang có bầu thì có thể sử dụng được sản phẩm này. Còn một thành phần nữa đó là thành phần HA. Đây là một thành phần quen thuộc trong những sản phẩm mỹ phẩm. Nó giúp cho da chúng ta căng mịn hơn, đủ nước hơn nhưng mà không bị đổ dầu. Bây giờ mình sẽ thử phấn trên tay. Ở lớp đầu tiên thì mình cảm thấy là nó có mờ một chút. Lớp thứ hai thì cái hình trái tim này nó mờ hơn rồi nhưng mà vẫn rõ.
Lớp thứ ba thì cái phần trái tim này nó mờ đi rồi này, nhưng mà vẫn rõ nhá. Mình nghĩ là nếu mà lên trên mặt thì phải dùng đến khoe che khuyết điểm đấy. Nếu mà mọi người muốn cái phần khuyết điểm trên mặt mình mờ đi ấy, thì chắc là phải gặp thêm nhiều lớp hoặc là dùng đến che khuyết điểm. Cái chất phấn này thì mình thấy nó hơi dẻo một chút, mềm. Khi mà thoa lên tay thì nó khá là mịn. Đó, cái lần thứ tư này thì nó mờ đi rồi này. Nếu mà ai mặt mà có khuyết điểm, ít khuyết điểm ấy, thì mình nghĩ là dùng rất là tốt. Giờ mình sẽ thử cái phấn này lên mặt. Cái phấn này nó có một cái mùi thơm kiểu mùi hoa ấy, mà không biết là hoa gì. Vừa lúc nãy mình có thử trên tay thì đã ngửi thấy cái mùi rồi. Kẹp cái má lên đó. Mặt mình bây giờ thì đang có kem chống nắng, nên là vẫn còn một số cái khuyết điểm trên mặt, thâm mụn này, thâm mắt này. Mình sẽ thử xem là có che được không. Cái chất phấn này nó hơi mỏng, nó khá là mát ấy. Lúc nãy ở trên tay đã thấy mát rồi. Một lớp đầu tiên thì có vẻ như không che được nhiều khuyết điểm lắm. Ai mà ít khuyết điểm hơn thì mình nghĩ là lớp đầu tiên đã che được rồi đấy. Lớp thứ hai thì cái vết thâm mụn này của mình nó, mọi người thấy có mờ đi không? Mình thấy chất phấn khá là mịn đấy. Tự nhiên cái màu này mình dùng là màu 23 cho ra tự nhiên. Màu này nó không trắng quá, mình nghĩ là khả năng che khuyết điểm không quá tốt, nhưng mà về chất phấn thì mình rất ưng. Mọi người có thấy là một nửa bên mặt này của mình nó khác bên mặt kia chưa? Phần da này khá là mịn rồi này. Tại vì cái lớp phần nó hơi mỏng nên là mình phải táp đến tầm 3 hoặc là 4 lần thì mới ra được cái kết quả. Nó cũng ổn ổn như này. Sau khoảng 3 lần táp phấn thì mình cảm thấy nó khá là mịn đều. Tuy là không che được hết những cái khuyết điểm trên mặt mình, nhưng mà mọi người không biết là mọi người nhìn qua camera có rõ không. Bên ngoài thì rất là tự nhiên, cảm giác như kiểu không trang điểm luôn ấy. Cái lớp phấn mỏng nhẹ lắm. Ui, mình không ngờ là cái lớp này nó lại kiểu tự nhiên đến vậy. Bên ngoài thì trông kiểu như kiểu không trang điểm luôn ấy. Một số cái khuyết điểm trên mặt mình thì vẫn không thể che phủ hết được. Khả năng che khuyết điểm của em phấn này không quá cao, nhưng mà mình đánh giá cao cái phần mịn da và tự nhiên, mỏng nhẹ nữa. Một bên mình đã tát và một bên mình chưa tát phấn. Bây giờ mình sẽ đánh nốt nửa mặt bên này và hoàn thành cái make up của ngày hôm nay. Mỗi lần mình tát cái này lên mặt mình lại thấy kiểu mắt lạnh dã man. Nếu mà trang điểm tự nhiên kiểu đi học hàng ngày thì mình nghĩ là không cần phải dùng đến che khuyết điểm đâu. Chỉ cần khoảng 3 đến 4 lớp phấn là mặt trông rất là tự nhiên luôn. Bình thường thì mình dùng phấn nước độ ẩm cao lắm. Mình không nghĩ là cái phấn này nó lại cho ra một cái lớp nền ổn như thế này.
từ nãy đến giờ mình đã thoa gần như là cả mặt rồi và mình cảm thấy không có hiện tượng đổ dầu, mặc dù cái lớp này rất là căng bóng nhưng mà không hề có hiện tượng đấy luôn. Không biết là nếu mà để cả một ngày thì có đổ dầu không nữa. Và chỉ số chống nắng của em này là SPF 50 và PA cộng. Mình không ngờ là một cái sản phẩm trang điểm nó lại có đầy đủ ba cái công năng như thế này: dưỡng da, chống nắng, trang điểm. Cái chức năng chống nắng của em này không khác gì một tuyết kem chống nắng cả, nên mọi người yên tâm về khả năng chống nắng của em này nhé. Bây giờ mình sẽ đi ra đường một lúc để xem là cái khả năng kiềm dầu của em này có tốt không. 75 years later. Đã về. Mọi người ơi, mình không ngờ là cái khả năng kiềm dầu của em này lại ổn như thế. Trong tầm 4 tiếng mình đi ra đường thì chỉ có một chút ở vùng mũi và vùng cằm này mình có đổ một ít dầu thôi. Nhưng mà xung quanh vùng má này, trán này gần như là không ra dầu luôn. Và mình hiện tại thì bây giờ cái thời tiết ở Hà Nội cũng khá là mát mẻ nên mình không phủ phấn lên. Mình nghĩ là trong cái khoảng thời gian mùa hè mà nóng ấy thì mọi người cần thêm phấn phủ nhé. Thế là từ nay mình sẽ dùng em này trong một khoảng thời gian dài đấy. Hiện tại thì thời tiết kiểu cũng sắp vào mùa thu rồi, mình nghĩ là cực kỳ thích hợp. Mùa hè thì mình sẽ dùng thêm phấn phủ vì mình nghĩ mùa hè thời tiết cực kỳ nóng. Và không những kiềm dầu tốt, em này còn giữ lớp trang điểm mà gần như là không xê dịch một chút nào khi mà trong khoảng thời gian mình đi ra đường. Mình không biết là cả một ngày thì sẽ thế nào, nhưng mà tầm 4 tiếng vừa rồi thì mình cảm thấy cái lớp trang điểm này không cần phải sử dụng đến cái xịt định hình lớp trang điểm mà nó không trôi một chút nào cả, thậm chí là không sử dụng phấn phủ luôn. Mình không ngờ là với cái giá 350k mà có thể tậu được một cái em phấn định như thế này. Khả năng kiềm dầu tốt này, khả năng che khuyết điểm thì vừa phải thôi. Mình đánh giá khả năng che khuyết điểm chắc là chỉ tầm 3/5 thôi. Còn không mốc, mịn, rất là tự nhiên. Mình thích cái rất là tự nhiên này. Và mình sẽ tổng kết lại về cái sản phẩm này. Thứ nhất là khả năng che khuyết điểm không quá tốt lắm, nhưng mà mọi người có thể sử dụng thêm kem che khuyết điểm để bù vào nhé. Còn thứ hai là khả năng chống nắng thì không khác gì một tuyết kem chống nắng cả, rất là đỉnh. Thứ ba là khả năng kiềm dầu, mình đánh giá cao về khả năng kiềm dầu, cảm thấy không bị ra dầu trên mặt, chỉ có vùng mũi này và vùng cằm bị thôi, một chút thôi. Mình nghĩ là nếu mà đi cả ngày thì có thể dặm thêm phấn không sao cả. Mình cực kỳ ưng cái khả năng kiềm dầu này. Và tiếp theo là khả năng dưỡng da, thì mình cảm thấy là cái da mặt của mình cũng đã kiểu mềm hơn rồi, mịn hơn rồi, nên là mình cũng đánh giá cao về khả năng dưỡng da của em này. Mình không biết là về lâu về dài thì nó có giúp cho da mình tốt hơn không, nhưng mà tạm thời như thế cũng đã là quá tốt rồi. Và nếu như mọi người muốn sở hữu một em phấn như thế này thì có thể kích vào link mua hàng ở dưới đây. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video này nha, và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.